mới mua hả? Không có. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Dễ gì anh hai chùm sò của tôi lại mua cái điện thoại xịn vậy? Tao đập cái đầu mày bây giờ dám chửi tao chùm sò hả mày? Cái này là của khách hàng tặng cho sếp. Sếp tặng lại cho tao, mà chỉ tặng cho trưởng phòng thôi. Anh hai, vậy anh hai lên hỏi sếp của anh hai á, có tặng cho người thân của trưởng phòng không? Mày điên hả? Tao định mang đi bán nè. Ồ, vậy hai tính bán nhiêu? 12 triệu. 12 triệu, đâm coi. Cái này giá full box ở trên website là chỉ có 10 triệu 700 ngàn mà thôi. Mày bán giá đó ai mua? Vậy hả? Vậy bán giá nhiêu? À, hay là hai bán cho em đi. Cũng được, 10 triệu. Cái này càng không nữa, anh em mà bán giá trên trời vậy trời. Em thấy cái này á, lỗi thời rồi. 5 triệu chưa chắc có người mua. Vậy hả? Vậy thôi bán cho mày 4 triệu chín đó. 4 triệu chín? Cái này á là bị lỗi cho nên là sếp mới tặng cho anh hai thôi. Hai đừng có mà tưởng bở. Thôi còn mắc quá à, giữ làm đồ cổ luôn đi hai. Chứ giờ bán nhiêu? 2 triệu. Rồi 2 triệu. Vậy đi, mệt quá. Được giá luôn vậy đó hả? Wow, tuyệt vời. Không thể nào tin nổi. Từ 12 triệu xuống còn 2 triệu mà nó có một chiếc điện thoại rất là xanh điệu. Không thể nào tin nổi. Nổi. Không thể nào tin nổi. Nghe nói mới được sếp tặng cái điện thoại hả? Khao đi nha. Có gì đâu mà khao. Điện thoại lỗi thời mà khao cái gì. Trời, điện thoại 12 triệu mà chê hả? Vấn đề ở đây không phải giá trị điện thoại. Quan trọng phần mềm nó không có tốt thì... Sao không biết không tốt? Trời ơi, cái đó đang hot nhất bây giờ đó. Người ta sản xuất không kịp để bán đó ông. Bây giờ ông lên mạng, ông rao bán 14 triệu. Cũng có người vô hỏi mùa mầm đó. Thiệt không? Trời, tôi nói sợ ông làm cái gì? Con Trang cũng mới được sếp tặng một cái. Nó vừa mới lên mạng nó rao bán là có người vô hỏi mua liền. Bao nhiêu? 13 triệu rưỡi. Cái gì? 13 triệu rưỡi? Ừ. Tôi dám lừa anh trai của nó. Được rồi, tối nay anh mà về sẽ lấy lại cái điện thoại.